nếu mà hỏi là được cung luôn với lại và do lúc cậu mất, cậu đang học ở ngoài Hà Nội,
cho nên cô đã tán luôn hồi đó. Hoặc phải tận đến 14 năm sau là năm 1974 và nó có dịp lần đầu tiên tìm đến mộ con mình và thắp cho con mình một nén hương. Đến khi bà nghỉ hưu và trở một về miền Nam, bà mới đem theo hài cốt của cậu con trở một về miền Nam cho mình. Đến khi bà bỏ mất tập thì hài cốt của cậu mới được an táng ngay tại đặt mộ bà nằm ở trang thành phố Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, tính đến hiện tại đây thì cả gia đình của bà vẫn chưa được sum họp được ạ. Con xin mời chị. Dạ, Nguyễn Văn Minh.